Thưa quý cô bác tuổi Đinh Mùi kính mến, năm 2023 đáng lẽ là một năm của sự chuyển vận, chuyển mình của Đinh Mùi, phải lộ rõ, họ bước vào 2023 với một tâm thế sẵn sàng cho những thay đổi rất kỹ càng để chuẩn bị thăng hoa, tiếc vận thế cá nhân, đấu không lại các vòng xoay cuồng quay của đất trời, nhưng không sao cả, mỏi mệt của Đinh Mùi có, vất vả mà Đinh Mùi chịu sẽ kết thúc ở thời điểm vài ngày tới, đừng nuối tiếc cho những gì mà mình không kiểm soát được. Sau cơn mưa luôn có những tia nắng ấm áp. Nếu biết nắm bắt và tận dụng những căn cơ được tiết lộ sau đây thì có thể chuyển họa thành phúc, giàu lên nhanh chóng, khỏe mạnh thần kỳ, người người ngưỡng mộ. Thưa quý cô bác tuổi Đinh Mùi kính mến, với 1967 thì đây là chút tin mừng, xoay mình chuyển vận cho bản mệnh. Năm 2023 đơn giản chỉ là một năm, duy trì những gì đang có và đã có. Với họ, quả mà họ gặt cũng chỉ là những quả từ những hạt mầm họ đã gieo từ trước năm 2023. Năm nay tuy trông chờ thật nhiều, dự định thật lắm, nhưng cuối cùng nhìn lại thì vẫn chỉ là dự định mà chưa làm được hay vẫn còn dở dang. Vâng, thưa cô bác Đinh Mùi kính mến, trong cái cõi tạm mờ mịt này, nhiều Đinh Mùi đã có câu trả lời cho câu hỏi cuối đời còn lại gì. Đinh Mùi đoán rằng mình sẽ được hưởng an nhàn hạnh phúc bên gia đình và con cháu, nắm trong tay rất nhiều tài sản. Đó là cái kết Đinh Mùi đáng được hưởng vì những vất vả và bộn bề mà bản mệnh đã phải trải qua. Niềm của Đinh Mùi được coi là một món quà, và đã là quà thì không phải ai cũng có được. Có những món quà bình thường, có những món quà tuyệt vời, cũng có những món quà đặc biệt, tiềm ẩn vô hạn những khả năng, vô vàn đều ẩn chứa niềm tin vào tín ngưỡng. Là một món quà tuyệt vời, cô bác tin vào sự tồn tại của thế giới siêu hình, tin vào nhân quả để tu tâm dưỡng tính, để làm chủ hành vi, để giữ lại một điểm sáng, một ngọn hải đăng cho cô bác mà tiếp tục bước đi đúng mệnh, đúng đạo, đúng lý, giữ vững bản tâm. Mà kinh qua những tháng ngày bon chen nơi cửa tạm, vì nó là một món quà tuyệt vời, nên hãy gìn giữ nó như giữ lại cái bản tâm của chính Đinh Mùi. Niềm tin đặc biệt nhất mà Đinh Mùi có, đấy là niềm tin vào bản thân, tin rằng chỉ cần ta muốn thì ta ắt làm được, chỉ cần ta cố thì vạn điều sẽ thuận lợi hanh thông, chỉ cần ta nỗ lực hoặc ta thực sự nghiêm túc thì kế hoạch cuộc đời sẽ thẳng đường thành công. Cái món quà đặc biệt này của Đinh Mùi lắm khi không phải lúc nào cũng hiện hữu, đôi lúc thì đời hành, thỉnh thoảng thì trời trêu, vạn điều vần xoay, bào mòn đi cái niềm tin vào bản thân mà Đinh Mùi có. Lắm lúc ngẫm lại, ta đã bị cuộc đời dìm xuống, hẹn đi một tẹo, đông hóa rồi sao? Cái đoạn từ 2019 đến 2022 cho đến nay, với Đinh Mùi không hề dễ dàng, người ngoài nhìn vào thì không ai hiểu, nghĩ cuộc đời Đinh Mùi chẳng mấy thứ phải lo toan. Thị phi như không khí, hít thở thiệt thòi như ăn cơm, chẳng thể thiếu ngày nào, nhưng vẫn cứ yên lặng mà chiến. Tôi không thở than, không phải vì cuộc đời dễ quá. Tôi không than thở, để tiết kiệm từng giọt sức, mà chiến đấu với đời, cũng không thể nói cho Đinh Mùi bao giờ cô bác chuyển cảnh được. Vì nó không quá gần, cũng chỉ biết nói rằng, đến cái đoạn 2024, mọi thứ cô bác làm ở hiện tại, nhìn lại sẽ thấy đáng giá để nỗ lực lắm thay. Người bước vào đoạn hậu trung niên thường thấy rất cô độc, vì mỗi sáng thức dậy có bao người đang dựa vào mình, mà mình thì chẳng còn ai để dựa vào cả, nên lựa chọn duy nhất là hãy kiên cường cho những trách nhiệm mình đang mang, chỉ có như vậy thôi. Từ nay đến hết năm 2024, tin vui là vận trình của người tuổi Mùi có nhiều khởi sắc rất rõ rệt ở hầu hết các phương diện. Trong tháng cuối cùng của năm con giáp này, có điềm báo có quý nhân đồng hành, dìu dắt vượt khó, nên khởi sự trong tháng dễ thành, các kế hoạch diễn ra suôn sẻ, tạo thêm sự tự tin cho bản mệnh. Được cả lục hợp và nguyệt lệnh lâm trường sinh soi chiếu, viễn cảnh tương lai đang rất tươi sáng, miễn là cô bác có cố gắng và dám làm, dám chịu, thật sự nghiêm túc với sự lựa chọn của bản thân. Sự thuận lợi chắc chắn sẽ đến khi con giáp này biết đương đầu, biết chấp nhận với mọi trở ngại. Tài vận ở trong tháng cuối năm khá là vượng, công việc suôn sẻ, hứa hẹn thu nhập cũng tăng lên, đặc biệt là người làm kinh doanh. Có thể chủ động đẩy mạnh kinh doanh buôn bán và đầu tư ngay trong những tháng cận Tết này, sẽ có cơ hội thu hoạch được khoản lợi không nhỏ khi thị trường đang nóng. Thưa quý cô bác tuổi Đinh Mùi kính mến, quý cô bác sống tới từng này tuổi rồi, nhưng cảm thấy hiểu được chính bản thân mình mấy phần rồi. Hôm nay hãy cùng Minh Đường Tử Vi để tìm hiểu về tính cách của bản thân mình nhé. Người tuổi Đinh Mùi vốn hiền lành, tốt bụng và không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi này không quá tham vọng, nhưng họ vẫn có mục tiêu là xây dựng cuộc sống, gia đình viên mãn đủ đầy, tinh thần và vật chất sung túc. Người tuổi Đinh Mùi rất coi trọng gia đình, đặt gia đình lên trên hàng đầu, họ có quan hệ họ hàng sâu sắc. Vì vậy chỉ cần bản thân thành công, có cơ ngơi ổn định là sẽ dùng hết tâm sức để lo cho gia đình.
Trong cuộc sống này, nếu tuổi Đinh Mùi một bước thăng hoa, cả tình, lẫn tiền, thì những người thân trong gia đình không có lý do gì mà không hạnh phúc. Trong công việc, người tuổi Đinh Mùi thường làm việc kín kẻ, trung thực, công tư phân minh, có khả năng sáng tạo cao, đồng thời giàu tham vọng thăng tiến, họ thích tham gia các đoàn thể, thể hiện lòng chính nghĩa, kiên định với những gì mình cho là đúng, ghét bị thúc giục trong công việc, nhờ trí tuệ vượt trội, tầm nhìn xa, tính tình ôn hòa, nên người tuổi này dễ thuyết phục được người khác, khiến họ tâm phục, ngưỡng mộ. Nếu người tuổi Đinh Mùi tập trung vào công việc thì dễ gặt hái thành công, một tay gây dựng cơ đồ, tuổi này phù hợp với những công việc đòi hỏi phải suy ngẫm, tỉ mỉ, thấu hiểu tâm lý người khác và mang tính chất tích cực lạc quan như nghệ sĩ, diễn viên, nhà văn, nhà triết học, chuyên gia tâm lý. Bên cạnh đó, người tuổi 1967 ưa thích phong cách lịch thiệp, yêu thiên nhiên và du lịch đó đây. Trong vấn đề tình cảm, do là những người giàu lòng trắc ẩn nên họ dễ cảm thông với người khác, họ thích làm theo ý mình, nhưng nếu gặp mâu thuẫn thì nhiều khi cũng sẵn sàng nhường nhịn để gia đình hòa thuận. Trong tình yêu, tuổi Đinh Mùi có thể hy sinh lợi ích cá nhân để mang đến hạnh phúc cho đối phương. Với những ưu điểm trong tính cách, phần đa người tuổi Đinh Mùi có một cuộc đời an nhàn, tuy nhiên họ cũng có một số nhược điểm như nội tâm phong phú, đa cảm nên dễ bị tổn thương, thích giải quyết khó khăn một mình nên đôi khi rơi vào trạng thái bế tắc. Tiếp theo là vận trình tổng quan bốn phương diện. Người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 11/2023 âm lịch, có tiền nhưng tránh lãng phí, tương lai còn khó khăn. Tử vi tháng 11/2023 âm lịch, cần mạnh mẽ hơn để có thể xóa tan những cảm xúc tiêu cực đang vây lấy mình. Tốt hơn hết là dẹp hết những suy nghĩ trong đầu để tập trung hoàn thành từng nhiệm vụ đang có trong ngày. Ảnh hưởng của tương hại không nhỏ nên việc bạn lên kế hoạch từ trước nhưng trong tháng này khó có cơ hội để hoàn thành. Thế nhưng hãy biết hài lòng rằng bạn đã đi khá xa so với vạch xuất phát ban đầu, bạn cũng đã tạo ra nhiều điều khác biệt cho cuộc sống của mình. Lời khuyên cho con giáp tuổi Đinh Mùi trong tháng này đó là không nên kiêu ngạo và cũng không nên quá nhiệt tình vì ảnh hưởng của thiên hình, khiến bạn khó giữ được lời hứa, làm hay sai, càng cố thể hiện với mọi người thì càng dễ bị rơi vào tình huống xấu hổ. Mệnh có mộ cho thấy bản mệnh còn phải cố gắng, phấn đấu rất nhiều, tuy nhiên bản mệnh dù chăm chỉ, thông minh nhưng không khéo léo nên không được lòng nhiều người, chính vì thế mà chưa được đánh giá cao trong công việc. Ảnh hưởng của tiểu hao khiến con giáp tuổi Đinh Mùi dễ làm thất thoát tiền bạc trong tháng mới, bạn không nên dùng tiền mua sắm để tô vẽ cho bề ngoài vì không ai quá quan tâm tới điều đó, trong khi tiền bạc của bạn cứ vơi dần theo thời gian. Ngũ hành xung khắc khiến tình cảm dễ bị rạn nứt, nhất là khi tuổi Đinh Mùi đang quá bận rộn trong việc xử lý các rắc rối trong công việc, nên bạn ít dành thời gian để cải thiện mối quan hệ của mình. Nếu đối phương không biết thông cảm mà còn hay trách cứ thì càng gia tăng căng thẳng và khoảng cách giữa hai người. Tử vi sự nghiệp. Xem tử vi tháng 11/2023 của 12 con giáp âm lịch, phương diện sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi khó khăn nhưng cũng rất thú vị. Bản mệnh thường được cho là có góc nhìn khác biệt, thậm chí được xem là lập dị. Tuổi Đinh Mùi nên biết lường sức trong thời gian này, không nên ôm đồm quá nhiều việc, nhất là những nhiệm vụ quan trọng nên để sang khoảng thời gian khác thích hợp hơn. Đừng quá mong chờ lời khen thưởng hay động viên từ ai đó. Khi bạn tìm được niềm vui trong công việc, bạn sẽ không cần ai thói thúc bạn nữa cả. Hãy làm việc chăm chỉ hơn và chủ động thể hiện một vài sáng kiến. Khi bạn hành động, bạn sẽ được những người quan trọng nhận ra. Tử vi tài lộc. Tử vi tài lộc của Đinh Mùi trong tháng 11/2023 âm lịch cho biết, dù chính tài mang lại tiền bạc dồi dào, nhưng nó là kết quả nỗ lực trước đây. Còn hiện tại bạn không có nhiều cơ hội nên tương lai cũng không thực sự rực rỡ. Do đó ngay từ thời điểm hiện tại, khi có tiền cũng tránh việc lãng phí, tránh việc thích gì mua nấy. Tuyệt đối không mua hàng xa xỉ vì tin rằng mình đang có nhiều tiền, bạn luôn phải thận trọng trong việc chi tiêu, không sử dụng đồng tiền bừa bãi. Tứ lục bay về phương Đông Bắc cảnh báo những hung hiểm có thể tìm đến với bạn trong tháng này, những sai sót trước đó có thể là nguyên nhân chính dẫn đến những tổn thất hiện tại, khiến tiền bạc và cả danh tiếng của bạn tan biến ngay trước mắt nếu bạn không thận trọng. Vì thế trong tháng này dù bạn đang ít hay nhiều tiền, đều ưu tiên các giải pháp an toàn, tránh sử dụng tiền bừa bãi, ngay trong việc mua gì cũng phải cân nhắc kỹ trước sau. Tiếp theo là vận trình tổng quan người tuổi Đinh Mùi 1967 trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 12/2023 âm lịch, tự lực cánh sinh làm việc lớn việc nhỏ.
Tháng 12 2023 âm lịch này, vận trình của người tuổi Đinh Mùi có nhiều diễn tiến bất lợi, vì hung vận khá lớn, bản mệnh cũng có nhiều mối bận tâm và lo hơn trong tháng chạp này. Môn sự có thể không quá thuận lợi, nên cần có sự tính toán cẩn thận để điều chỉnh kế hoạch kịp thời, vừa phải đối mặt với xung thái tuế, lại vừa không được nguyệt lệnh ủng hộ. Những chú dê gần như luôn phải tự lực cánh sinh để giải quyết việc lớn việc nhỏ trong tháng này mà không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào. Nếu có người nhúng tay vào đó đa phần chỉ khiến mọi chuyện rối ren hơn, vậy nên bạn không nên có tâm lý chờ đợi hay dựa dẫm vào bất cứ ai. Tháng này cũng nên chú ý thái độ cư xử và từng lời ăn tiếng nói của bản thân, tránh gây hiểu lầm không đáng vì không nói rõ ý hay người nghe có tâm tư khác nên cố tình xuyên tạc lời nói của bạn. Tài vận, ảnh hưởng của đại hao hung tinh nên giảm sút khá mạnh, các nguồn thu không tăng trong khi phải chi quá nhiều. Đây là tháng giáp Tết nên chắc chắn bạn sẽ phải bỏ ra khoảng không nhỏ để sắm sửa, trang hoàng nhà cửa. Vận trình tình cảm của tuổi này khá rối ren và xảy ra nhiều biến động, đời sống hôn nhân nhiều xung đột mâu thuẫn, khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Tình cảm vợ chồng cũng ngày càng phai nhạt, vấn đề xuất phát từ cả hai phía nên đừng chỉ chăm chăm đổ lỗi cho đối phương mà không xem lại bản thân mình. Sức khỏe tuổi này có dấu hiệu đi xuống, căng thẳng áp lực chính là nguyên nhân khiến cơ thể mệt mỏi, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật, con giáp này cần tìm cách giải tỏa càng sớm càng tốt. Tử vi sự nghiệp. Theo dõi tử vi tháng 12 2023 của 12 con giáp âm lịch, những kỳ vọng đột phá trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão của người tuổi Đinh Mùi khó thành đạt. Do vận khí có dấu hiệu giảm sút nghiêm trọng, đây là một tháng hung vận lấn át hoàn toàn cát vận, gây ra nhiều trục trặc bất lợi cho đường công danh của tuổi này. Hàng loạt vấn đề phức tạp phát sinh đòi hỏi mệnh chủ phải dành nhiều thời gian để xử lý, có nhiều khi phải tạm gác việc trong tay để giải quyết việc chen ngang, khiến kế hoạch bị đảo lộn nghiêm trọng. Cục diện tương xung lại thêm cả nguyệt lệnh lâm đất suy, khiến tuổi Đinh Mùi dù muốn dù không cũng khó lòng tránh khỏi thị phi. So với tháng trước thì dấu hiệu cạnh tranh trong công việc ngày càng rõ ràng. Tử vi tài lộc. Do tháng này bị hung tinh chủ hao tài chiếu mệnh nên đường tài lộc của người tuổi Đinh Mùi có nguy cơ giảm sút khá mạnh. Dù bạn đã nỗ lực rất nhiều nhưng có thể thành quả thu về không phản ánh chính xác công sức bạn đã bỏ ra, các nguồn thu không tăng trong khi phải chi tiêu quá nhiều. Nay là tháng giáp Tết nên chắc chắn bạn sẽ phải bỏ ra không nhỏ để sắm sửa, trang hoàng nhà cửa. Nếu không quản lý chi tiêu hợp lý hơn, con giáp này có nguy cơ phải vay mượn tạm thời, lấy chỗ này đập chỗ kia, cuộc sống trở nên eo hẹp. Tử vi tình duyên. Theo tử vi tháng 12 2023 âm lịch, ở phương diện tình duyên, người tuổi Đinh Mùi khó mà có được những điều mong muốn, tương xung cục khiến mọi thứ có nhiều biến động dữ dội hơn là bạn nghĩ. Dù không khí Tết đã cận kề, nhưng tình cảm ngày càng rối ren, đời sống hôn nhân nhiều khi xung đột mâu thuẫn, khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, tình cảm vợ chồng cũng ngày càng phai nhạt. Thậm chí nếu để tình trạng này kéo dài, sẽ tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của hai bạn, khi đó thứ bạn đánh mất không chỉ là người ấy mà còn cả mái ấm của mình. Tử vi sức khỏe. Nguyệt lệnh lâm đất suy, báo hiệu sức khỏe tuổi Đinh Mùi giảm sút đáng kể, chủ yếu là áp lực tinh thần khiến bản mệnh đau đầu, stress, có thể bị sụt cân. Đây chỉ là những triệu chứng đơn thuần do cơ thể suy nhược gây ra, không phải là nghiêm trọng, nhưng nếu không được quan tâm đúng mức, chúng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật đáng ngại. Do đó con giáp này cần tìm cách hóa giải áp lực càng sớm càng tốt. Khi căng thẳng được xua tan, bạn sẽ thấy mình khỏe trở lại sớm thôi. Bạn có thể chia sẻ áp lực cuộc sống với nửa kia hoặc người nhà bạn bè để lòng nhẹ vơi hơn. Đừng ôm đồm mọi thứ một mình, bên cạnh bạn vẫn còn nhiều người thật lòng quan tâm và muốn san sẻ với bạn. Thưa quý vị, để Minh Đường Tử Vi tiết lộ cho quý cô bác một chút về tử vi của cô bác trong năm 2024 sắp tới nhé, để xem quý cô bác trong năm 2024 là hung hay cát. Mệnh chủ tuổi Đinh Mùi, cầm tinh con dê, có ngày sinh dương lịch trong khoảng từ ngày 9 tháng 2 năm 1967 đến 28 tháng 01 năm 1968. Can chi của tuổi Đinh Mùi mang ý nghĩa thất quần chi dương, dê lạc đàn, sinh năm 1967, mệnh thủy, thiên hà thủy, nghĩa là nước trên trời. Đối với nam mạng, năm Giáp Thìn 2024 có mệnh hỏa, dựa trên thuyết ngũ hành, mệnh hỏa của năm tương khắc với mệnh thủy của tuổi Đinh Mùi. Thiên can Đinh bình hòa với thiên can Giáp, địa chi Mùi bình hòa với địa chi Thìn, như vậy được đánh giá là rất tốt. Vận trình tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 nam mạng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, càng về cuối năm càng được thảnh thơi, thoải mái. Sự nghiệp trong giai đoạn này đã có chiều sâu nhất định và nền tảng vững chắc,
phía gia đạo thì con cái đủ đầy, gia đình hạnh phúc. Năm 2024 này, nam mạng Đinh Mùi sẽ cần chú ý đến sức khỏe, đời sống tinh thần nhiều hơn. Sức khỏe là tài sản vô giá, quyết định mức độ hạnh phúc của tuổi già. Việc chăm sóc tốt cho bản thân không chỉ để cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn là cách đối xử tốt với con cái, gia đình. Trong năm này, phần lớn nam mạng Đinh Mùi đã nghỉ hưu, số ít vẫn lao động nhưng chỉ là những công việc nhẹ nhàng. Tâm thế của mệnh chủ không còn gánh nặng kinh tế nên việc làm thêm cũng thoải mái, thư thả. Đây là thời điểm mệnh chủ có thể nhìn lại sự nghiệp của bản thân và tự hào về thành tích đã đạt được. Đối với những người đang giữ các vị trí lãnh đạo thì vẫn sẽ nắm được những cơ hội tốt, là người giỏi thu phục nhân tâm, có bề dày kinh nghiệm lớn lao, dù gặp khó khăn gì, mệnh chủ Đinh Mùi đều có thể giải quyết ổn thỏa, sự nghiệp vinh hiển khi về già. Trong năm Giáp Thìn 2024, tình hình tài chính của nam mạng tuổi Mùi 1967 đã có nền tảng vững vàng, bản mệnh biết gia tăng thu nhập lên đến đỉnh cao từ thời trẻ, nên ở độ tuổi 58 hiện tại đã có những khoản quỹ dự phòng cho tương lai. Năm này mệnh chủ nên chú ý minh bạch, suy xét kỹ lưỡng trong việc đầu tư tiền bạc. Trong giai đoạn nền kinh tế khó khăn chung, nam mạng Đinh Mùi nên hạn chế cho vay mượn, nếu có, cần soạn biên bản giấy tờ cẩn thận để tránh việc nhầm lẫn. Về phần gia đạo, năm 2024 nam mạng Đinh Mùi được hưởng yên bình, êm ấm và hạnh phúc. Con cháu trong khoảng thời gian này đa số đã có công danh tốt, tình hình kinh tế khá giả, khiến mệnh chủ được yên tâm. Bởi vậy mệnh chủ không nên làm việc quá lao lực mà cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nghỉ ngơi thư giãn bên con cháu. Mặt khác mệnh chủ nên động viên con cháu về quây quần bên gia đình dịp lễ, nhắc nhở thế hệ sau tiếp nối và phát triển truyền thống phúc đức của gia đình. Ở độ tuổi này, sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất của tuổi Đinh Mùi nam mạng. Tùy vào điều kiện mà mệnh chủ có thể chọn lựa bộ môn thể thao phù hợp, miễn sao có cơ thể khỏe mạnh, đời sống tinh thần lạc quan, tích cực vui vẻ. Năm 2024 Giáp Thìn, mệnh chủ nên thay đổi thói quen sinh hoạt trước đây, hãy thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, tham gia những hoạt động xã hội phù hợp để cuộc sống vui vẻ, tuổi thọ gia tăng. Riêng với nữ mạng, tổng quan vận trình tử vi năm 2024 của nữ Đinh Mùi được bình an may mắn, đa số người tuổi Đinh Mùi nữ mạng đã nghỉ hưu, không còn quá vướng bận công việc. Chỉ cần giữ quan hệ tốt với mọi người và chăm sóc sức khỏe bản thân, cuộc sống của mệnh chủ sẽ luôn nhiều năng lượng tích cực. Đồng thời trong năm 2024 này, nữ tuổi Đinh Mùi 1967 không nên quá ôm đồm nhiều công việc. Nếu có thể kiểm soát chi tiêu hợp lý, ăn chay hướng Phật thì sẽ tự tại an nhiên, hậu vận sung túc. Trong năm này, nữ mạng Đinh Mùi đứng trước sự thay đổi quan trọng trong công việc. Một số nữ Đinh Mùi đã nghỉ hưu, một số vẫn còn làm việc, nhưng chủ yếu là công việc nhẹ nhàng, đúng sở trường nên không quá nhiều áp lực. Đối với những người đã về hưu, đây là thời khắc mệnh chủ có thể mãn nguyện và tận hưởng cuộc sống. Thời gian nhàn rỗi còn lại, nữ Đinh Mùi hãy làm những việc ý nghĩa, giúp cho tâm thanh thản, tinh thần lạc quan hạnh phúc. Vận trình tài chính của nữ mạng tuổi Đinh Mùi 1967 trong năm Giáp Thìn đa số đã dư giả để nghỉ ngơi, một số thu nhập từ tiền tiết kiệm trước đó, cùng với tiền hưu trí, ưu đãi và các khoản đảm bảo xã hội khác khiến nữ Đinh Mùi đủ để cân đối chi tiêu cho mình. Trong năm này mệnh chủ không nên quá hao tâm tổn sức về chuyện tiền bạc, thay vào đó duy trì công việc đang làm sao cho ổn định, đem lại nguồn thu nhập hợp lý, đầu tư nhiều hơn cho sức khỏe, chi tiêu cho các khoản phục vụ đời sống tinh thần. Về phần gia đạo, năm 2024, nữ mạng Đinh Mùi được hưởng bình an trọn vẹn, con cháu trong gia đình ai cũng thành đạt, cuộc sống tốt, điều này khiến cho mệnh chủ rất an tâm. Hạnh phúc, cổ nhân nói rằng, chi túc thường lạc, biết đủ mới là người hạnh phúc. Quý bà Đinh Mùi biết tự hài lòng thì sẽ luôn được sống vui vẻ. Mặt khác mệnh chủ nên làm việc thiện, nuôi dưỡng truyền thống tốt đẹp cho con cháu để tích phúc, tích đức cho gia đình. Ở độ tuổi này, sức khỏe là điều quan trọng nhất cần ưu tiên. Hãy giữ quan hệ tốt với những người đáng tin cậy, quý bà Đinh Mùi sẽ có cảm xúc tích cực hơn. Đồng thời, nhận biết và bỏ qua những năng lượng lo lắng bên trong, hướng đến cuộc sống hạnh phúc giàu có và khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Năm 2024 Giáp Thìn, chủ mệnh hãy áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục nhẹ nhàng thường xuyên như đi bộ, đạp xe thiền định, thăm khám sức khỏe định kỳ để giải quyết các vấn đề bệnh tật. Ngoài ra mệnh chủ nên ăn chay để giữ cơ thể khỏe mạnh, cân đối và tỉnh táo. Thưa quý vị, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, tưởng vô lý ai ngờ lại chuẩn, không cần chỉnh. Tại một làng quê nọ, có người họ Mục tính khờ khạo, nhưng tốt bụng, luôn đối đãi với gia nhân trong nhà như anh em, gặp người khốn khó đều thiện tâm giúp đỡ.
Tính tình họ Mục cũng vô tư, gặp ai cũng cười nói vui vẻ và chẳng để ý gì tới những lời soi mói chê bai của hàng xóm. Bỗng vào một ngày kia, một A Hoàng trong nhà ông treo cổ tự tử. Những kẻ ghen ghét với cuộc sống sung sướng của ông vui mừng ra mặt và đi báo với quan, hy vọng vạch mặt ông. Nhưng thật kỳ lạ, khi khám nghiệm tử thi, tay chân của A Hoàng bỗng nhiên động đậy và một lúc sau đã tỉnh táo hoàn toàn. Quan phủ định ép cung A Hoàng tự theo dịch tội danh để tìm cách vu tội cho phú ông, liền hỏi A Hoàng có phải vì gian dâm nên bị ép treo cổ tự vẫn. Nhưng A Hoàng dập đầu xuống đất và trả lời ngược lại: bẩm quan, thê thiếp của ông chủ nhà tôi đều đẹp như hoa, như ngọc, như tiên nữ trên trời. Sao ông chủ có thể có tình ý gì với tôi được chứ? Mà cho dù ông chủ có tình ý với tôi hẳn sẽ vui mừng, tôi mong còn không được, sao phải đi tự tử ạ? Thực tế sự việc là vì tôi nghe nói cha mình bị quan phủ đánh chết không rõ lý do, lòng đau thương phẫn uất không chịu được, trong lúc căm giận quá mà tôi tìm tới cái chết, chứ chẳng có nguyên nhân gì khác cả. Quan phủ nghe xong liền chán nản bỏ về. Những sự việc chuyển biến từ nguy thành an, gặp nạn hóa cát tường như thế này của phú ông có rất nhiều. Người dân trong thôn đều thắc mắc, phú ông này vừa ngu ngốc, vừa đần độn, sao mà may mắn như thế, thật không biết lý do tại sao. Trong thôn có một vị cao nhân am tường mọi chuyện, thấu hiểu quy luật âm dương, mọi người mang câu chuyện của phú ông đi hỏi vị cao nhân này. Vị cao nhân liền đáp, kiếp trước của cậu ta cũng sống vô tư và độ lượng, luôn sẵn lòng giúp đỡ người gặp khó khăn, không bao giờ trách bất cứ ai, luôn đối xử với mọi người như nhau, không phân biệt sang hèn. Khi bị bắt nạt hay lừa gạt, cậu ta cũng không trách cứ kẻ hại mình. Họ Mục cũng chưa từng dối gạt ai bao giờ, trái tim luôn lương thiện và độ lượng. Bởi vậy nên kiếp này được đầu thai vào nhà giàu có, vận may tới tấp đến thăm là nhờ vào đức. Cho dù có chuyện gì xảy ra, họ Mục luôn gặp hảo sự bởi tích nhiều đức. Từ đời trước cho tới tận đời này, cậu ta khờ khạo cũng là điều hay, bởi vì cho dù các vị có gièm pha, chê bai hay làm gì đi chăng nữa, cậu cũng chẳng để tâm. Các vị nếu học được như cậu ta, chắc chắn sẽ được may mắn. Dáng vẻ hơi ngu ngốc không mưu mô gì của ông ở kiếp này chính là bản tính vốn có của ông từ kiếp trước. Kiếp này ông vẫn không thay đổi cái gốc lương thiện vốn có của mình. Mọi người cứ luôn nghi ngờ ông ấy như thế mà lại có thể may mắn, chính là vì chưa hiểu quy luật của trời đất. Vâng, cảm ơn quý cô bác đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình về Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý cô bác cùng toàn gia chung năm Quý Mão phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tựa vân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.